Episode xin giới thiệu tới các bạn phần cầu lông Zonex Vuntix 7DG xanh lá là phiên bản nâng cấp tuyệt đẹp của Vuntix 7 phiên bản cũ. Phiên bản này được thiết kế lại với một màu sắc đẹp hơn, bóng bẩy hơn nhưng vẫn duy trì chất lượng tương tự như phiên bản trước đó. Hãy cùng Episode tìm hiểu về cây vợt này nhé. Vừa được thiết kế với màu xanh lá chủ đạo, điểm xuyết một số màu giúp cây vợt nổi bật và cứng cáp. Với nước sơn nhám và khung vợt thiết kế khí động lực học giúp triệt tiêu lực cản không khí. Được hãng ưu ái trang bị những công nghệ tiên tiến chứa đựng sức mạnh và tốc độ. Với công nghệ Chivotic tạo nên thiết kế nặng đầu cùng với bộ khung mềm dẻo cho những cú tấn công mạnh mẽ đầy uy lực, tuy nhiên không tác động mạnh tới khả năng phòng thủ hay phản tàn của vợt. Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì đây là cây vợt có điểm cân bằng cao, thân dẻo, thích hợp với người chơi yêu thích lối chơi đa dạng, tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn có những cú phản tạt chất lượng, cầu bay ổn định và chuẩn xác. Như đã đề cập ở trên, thì đây là cây vợt được thiết kế khí động lực học làm tăng thêm 5% cho sức mạnh trong từng tình huống tấn công. Ngoài ra, nó còn được trang bị công nghệ lọc âm giúp cho âm thanh trong và đanh hơn, tạo cảm giác phấn khích khi sử dụng. Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Episode. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Episode nhé!